Xin chào mọi người, sau đây là 27 địa điểm check-in. Khi đến Bình Dương, anh chị nhất định phải ghé qua. Xin mời anh chị xem video nhé. Lâu nay tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, xách ba lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, quên hết bao nỗi buồn, phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kia trông ra đằng xa xa. Ba phút anh đang dắt trâu ra đồng, kia trường tóc đèn lanh đánh bóng cát tươi. Ba người dần cười vui, kia có em bên chung du trên núi cao, đôi má hay không đào. Kia sông phong rừng hoang. Tôi mới biết đám cưới chốn thôn quê, mừng nhau ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay tôi mới biết những vách núi treo leo, chợ khuya Sapa tỉnh lai láng. Hôm nay tôi mới biết lúa nếp gói cơm lam, ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay tôi mới biết mái ngói vách tranh xưa. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, xách ba lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn, phá không gian